see that how it goes. Let's see if you get the idea. Cảm ơn quý vị đã dành một sự chào đón nồng nhiệt cho đoàn rước dâu trên đường quê của chúng ta ngày hôm nay. Và tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành những cái thủ tục của một đám cưới thông thường của người Việt Nam chúng ta. Và chúng ta sẽ có phần giới thiệu hai họ, giới thiệu những cái lễ vật đã được đem đến trong lễ cưới ngày hôm nay. First of all, on behalf of the bride and the groom family, we would like to welcome you to the wedding reception of Sam and Angela. Thank you for coming. And now we're going to introduce the bride and the groom family. Sau đây là phần giới thiệu hai họ. Xin kính mời, trân trọng kính mời hai gia đình tham gia chúng ta lên sân khấu để cho mọi người tiện